Xin chào các bạn. Hôm nay máy giặt công nghiệp 207.com xin được giới thiệu sản phẩm mạch điều khiển máy giặt công nghiệp đa năng. Mạch máy giặt công nghiệp đa năng có thể thay thế cho các dòng sản phẩm máy giặt công nghiệp của Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản vì nỗi mạch điều khiển. Mạch điều khiển máy giặt bao gồm mạch điều khiển có màn hình hiển thị LCD, các phím bấm dùng để cài đặt chương trình và điều khiển. Mạch công suất có thể kết nối với các van xả, van hóa chất, van giấy cấp nhiệt, khóa cửa. Kết nối với viên tần điều khiển động cơ của máy giặt. Các bạn đã biết các dòng máy giặt công nghiệp hiện đại đều sử dụng viên tần để điều khiển tốc độ động cơ cho các quá trình giặt, rũ, xả, phát sơ, tắt kiệt. Sau đây mình sẽ xin hướng dẫn cách kết nối giữa mạch công suất với viên tần. Dòng viên tần LSIG5A là dòng viên tần rất phổ biến, được sử dụng nhiều trong các loại máy giặt công nghiệp hiện nay với giá thành tương đối rẻ và chất lượng khá tốt. Mình sẽ hướng dẫn cách kết nối và cài đặt với dòng viên tần này. Sau đây mình xin giới thiệu các bạn cách kết nối giữa mạch điều khiển máy giặt với viên tần. Mình xin giới thiệu dòng viên tần LSIG5A của Hàn Quốc. Đây sách hướng dẫn viên tần. Mình sẽ mở nắp viên tần. Các dây kết nối với động cơ điện đầu vào kết nối với mạch điều khiển. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn về cách kết nối giữa mạch điều khiển với các nguồn, các van và biến tần. Đây là biến áp để cấp nguồn vào nuôi mạch điều khiển. Ta sẽ cắm vào. Đèn báo chứng tỏ đã có nguồn đến mạch điều khiển. Connector tiếp theo là cấp nguồn để nuôi các van. Ở đây mình cấp nguồn 220V xoay chiều. Connector tiếp chân số 1 được kết nối với van xả tương ứng với rơ số 1. Chân số 2 được kết nối tới khóa cửa. Chân số 4, số 5 được kết nối tới van cấp nước số 1, số 2 trên máy giặt được. Chân số 6, số 7, số 8 được kết nối với van hóa chất 1, hóa chất 2, hóa chất 3. Chân số 9 được kết nối với van cấp nhiệt. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối giữa mạch điều khiển với biến tần. Chân CM trên biến tần được kết nối với chân số 6, connector thứ 3 trên mạch điều khiển. Chân P1 điều khiển biến tần, điều khiển động cơ quay thuận kết nối với chân số 1 trên mạch. Chân P2 trên biến tần được kết nối với chân số 2 điều khiển quay ngược của động cơ. Chân P6 được kết nối với chân số 3 trên mạch điều khiển tốc độ dàn đồ. Chân số 4 trên mạch được kết nối với chân P7
trên biến tần, điều khiển tốc độ bắt sơ. Chân số 5 trên mạch được kết nối với chân P8 trên biến tần, điều khiển tốc độ bắt kiệt. Các chân cấp nguồn cho biến tần cũng có chân RST cấp nguồn 3 pha 380, chân UVK được kết nối với động cơ 3 pha. Mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt biến tần để điều khiển cho máy giặt công nghiệp. Ta bắt đầu cài đặt tốc độ cho quá trình giặt. Thông thường với các máy giặt của Mỹ và châu Âu, tần số giặt sẽ là 8 Hz, tương đương với 15 vòng trên phút. Cài đặt thời gian tăng tốc mặc định của biến tần là 5 giây. Tôi tăng lên 20 giây. Thời gian giảm tốc sẽ tăng lên 60 giây. ST1 tần số cho động cơ trong quá trình dàn đồ mặc định của sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng mạch điều khiển máy giặt công nghiệp. Phím Start, phím Menu, phím Đo, mở cửa, phím Enter, phím Stop, phím Tăng, Giảm, sang trái, sang phải. Sau đây là cách cài đặt. Rồi, menu setup, select PR1. Mình sẽ chọn các chương trình cần cài đặt: 1, chương trình 2, chương trình 3, chương trình 4, chương trình 5, chương trình 6, 7. Mình sẽ ví dụ cài đặt cho chương trình 1. Sau khi chọn chương trình, mình sẽ ấn Enter, bước vào cách cài đặt. Cấp nước lần 1, mức 2. Mình chọn mũi tên tăng hoặc giảm. Để chọn mức nước, mức 2 mức cao, mức 1 mức nước thấp, 0 là không cấp nước. Chọn mức nước 1. Mũi tên sang phải. Giai đoạn cấp hóa chất. Tăng hoặc giảm để chọn các hóa chất khác nhau. Không cấp hóa chất thì ấn không. Cấp nhiệt, mình có thể tra cài đặt nhiệt độ trong quá trình giặt. Thời gian giặt tăng giảm. Thời gian xả.
bắt sơ lần 1 phút, 2 phút ta có thể thăng lại. Cấp nước lần 2, hóa chất lần 2, nhiệt lần 2, giật lần 2, phát lần 2. Tương tự với các lần 3, lần 4, lần 5, ở cuối chương trình vắt sơ lần 5 sẽ chuyển sang vắt kiệt. Thời gian vắt kiệt sau khi cài đặt xong ấn enter. Bây giờ ta sẽ bắt đầu quá trình giặt. Chọn chương trình 1, 2, 3, 4, 5, 6, giặt chương trình. Ấn nút Start. Sau khi cài đặt chương trình, ta bắt đầu ấn Start để bắt đầu quá trình giặt. Cấp nước lần 1, mức 1. Ở đây sẽ có các đèn phân xạ. Phân cấp nước 1, phân cấp nước 2 sáng tương ứng với các phân xạ được cấp điện. Phân cấp nước 1, phân cấp nước 2 được cấp điện. Ta ấn nút sang phải để lách quá trình. Hóa chất thì cấp nước thì đèn hóa chất 1 sẽ sáng tương ứng với van hóa chất 1 sẽ được mở. Chuyển sang cấp nhiệt thì đèn cấp nhiệt sẽ sáng tương ứng với van nhiệt sẽ mở. Giặt, khi chuyển sang bước giặt thì các đèn hóa chất cấp nước cấp nhiệt sẽ tắt, chỉ còn van xả được bật để giữ cho nước không ra ngoài. Khi ấn sang bước tiếp theo sẽ giữ lại xả, thì các đèn xả cấp nước hóa chất nhiệt sẽ tắt và bắt đầu quá trình xả nước. Trình phát sơ lần 1, chương trình sẽ tự động diễn ra lặp đi lặp lại ở các nước, ở các lần cấp nước 1, 2, 3, 4, 5, sau đó sẽ chuyển sang phát kiệt và hoàn tất chương trình. Thời gian vắt kiệt 300 giây tương ứng với 5 phút. Quá trình giặt kết thúc, màn hình sẽ báo finish. Mình nhấn stop để trở về màn hình bình thường. Sau đây mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cài đặt, kết nối và chạy thử chương trình đối với máy điều khiển máy giặt công nghiệp Đà Nẵng. Để được tư vấn miễn phí về các dòng sản phẩm máy giặt công nghiệp cũng như việc cài đặt, sửa chữa, xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0918 298 678 hoặc truy cập website
maizatcongnghiep247.com. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.